Môn phái của Dinh Lưu, đây có thể xem như là một môn phái lâu đời tại Xianzu, tồn tại đã được hàng trăm năm và đến nay đã truyền qua được tận 4 đời, mỗi đời đều có một kiếm thủ xuất chúng sẽ được sinh ra. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đời sư tổ Dinh Lưu, kiếm sĩ mạnh nhất của Xianzu. Nhờ vào kiếm thuật xuất chúng của mình, cô ấy đã chinh phục được gần như mọi vinh quang cao nhất tại đây, nhưng kết thúc cuối cùng thì không mấy đẹp đẽ khi thảm họa chủ phú xuất hiện. Trong trận chiến này, mặc dù chiến thắng nhưng Dinh Lưu đã mất đi gần như tất cả bạn bè và chiến hữu và phải đi tha hương. Một đời kiếm thủ số 1 kết thúc ở đây. Đời thứ 2 chúng ta có Dinh Cha, đệ tử của kiếm thủ hàng đầu Xianzu, một người vô cùng tài năng vì có thể leo lên được hàng tướng của Xianzu khi tuổi đời còn rất trẻ. Bao nhiêu tuổi rồi thì tôi không biết, thì anh ấy cũng trải qua trận đại chiến thảm họa chủ phú. Nhờ vào sự chỉ huy tài tình của mình, anh đã giúp liên minh tránh được rất nhiều tổn thất, một trong các bộ não chiến lược mạnh nhất, đồng thời cũng là người dọn dẹp chiến trường đỉnh cao khi giúp Yan Xing và Đan Feng giải quyết thảm họa kép do dùng thuật hồi sinh. Hiện anh ta đang có thời gian nghỉ hưu vô cùng thoải mái vì mọi thứ đã có Phu Khanh làm hết. Đời thứ 3, Yan Win, có thể nói môn phái này chọn lựa đệ tử rất là đỉnh vì ai trong số họ cũng là các kiếm sĩ hàng đầu trong mọi thời đại. Yan Win cũng là một trong số đó, nhưng đó là trước khi nhà khai phá xuất hiện. Sau khi nhà khai phá đến thì cái danh hiệu người trẻ tuổi mạnh nhất cũng dần biến mất khi cậu ấy liên tiếp thất bại. Trận đầu tiên là trận chiến với sư tổ bị cô ấy cho ăn vài đường hành cơ bản, kế đến là bị hai kẻ tha hương là bị Blade và Đan Phan hành Dinh Cha phải ra mặt hòa giải mới cứu được. Thì đây là các trận với người quen nên không sao thua, vẫn còn tí mặt mũi vì họ đều là các thiên tài của thời đại trước. Về sau nữa thì bị tà vật điều khiển vân vân, có thể nói là ăn hành ngập mồm luôn. Nhưng bù lại sau mỗi lần thất bại thì cậu ấy lấy lại tinh thần rất nhanh và lại lao mình vào luyện tập tiếp. Ý chí học hỏi cực mạnh luôn. Đời thứ 4, Mark 7. Mặc dù kiếm thuật không phải thuộc hàng đỉnh cao như các sư phụ của mình, nhưng Mark 7 cũng để lại dấu ấn khá sâu sắc. Xuất phát điểm của Mark 7 không phải là một kiếm sĩ, cũng không phải là một người yêu kiếm thuật. Cô ấy chỉ đơn giản là muốn học kiếm để cho biết tiện thể giảm cân thôi, nên không thể nào so sánh với các người đi trước được. Đời thứ 4 khá là bình lặng vì hiện tại vẫn chưa có trận chiến thực sự lớn nào. Trận đánh duy nhất cô ấy tham gia với tư cách đệ tử đời thứ 4 chính là trận với tà vật sói cô độc cùng với Yan Win và Yun Li, nhưng nhân vật chính của trận này là Fei Xiao. Trên đây là tổng hợp full về các đời lão tổ và đệ tử môn phái của Dinh Lưu, không biết là có thiếu ở đâu không. Anh em thấy thiếu chỗ nào thì sửa giúp tôi nhé.